Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 31 tháng 10 nha anh em. Rồi buổi tối hôm nay em lên cho anh em là ba lô nè. Ba lô ha. Rồi phía dưới là những cái lô máy nữa nha anh em. Những cái máy nhỏ lẻ có luôn ha. Anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn cây giùm em ha, cây lẻ giùm em. Còn cái nào 2 3 4 5 cây thì em sẽ bán hết lô nè chứ không có xé lẻ ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ nè em. Bao cho anh em đầy đủ đồ ha, giật hơi thử lửa cho anh em trước khi em đóng hàng. Qua Zalo nè em. Rồi hôm nay thì có cơm Mitsu 3400 nè, nồng 36 ly nè, Honda, rồi Echo 341, ba lô, rồi ba lô cơm 305 nữa nha nè, 305 nồng 38 ly ha, TD33 nồng 37 ly, rồi Mitsu TL261 nữa nha nè, ba lô ha. Rồi ở đây có con Mitsu TL43 nha nè, hàng Trung Quốc xuất Nhật, siêu to khổng lồ. Rồi sơ lược là những cái lô máy ba lô nè. Rồi phía trên đó thì là có cơm Mitsu nha em. Cơm Mitsu 26cc nồng 34 ly ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên nha em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946626585 nha em. Em là chí công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Thì đó cũng là Zalo của em luôn nha em. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Lô đầu tiên là cái con này là cái con Tanaka nha em. Tanaka này là Tanaka 270 ha. Nồng của nó là nồng 35 ly nha em. Nồng 35 ly bình xăng trên ha. Bà còn bao mới nè, còn bao đẹp luôn. Con này là tum gời bố cung nhỏ. Cái này thì anh em mình có thể tháo đầu gời ra, mình muốn lắp xịt thuốc gì đó cũng được luôn anh em. Tanaka ha, mắc in sa băng luôn nè. Rồi con này con số 1 anh em 1 triệu ha, nồng của nó là nồng 35 ly nha anh em. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con Mitsu nè. Con Mitsu này là Mitsu TL43 ha, hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Con số 2 là 1 triệu rưỡi ha. Con này là tum lớn bố cung lớn luôn anh em. Đây tum lớn bố cung lớn luôn. Cần lắp dây thì bao cho anh em đầy đủ anh em. Thì cái này thì em bán là em sẽ bao cho anh em đủ đồ ha. Nắp xăng, nắp e, đầu bò, chén kẹp bao đầy đủ anh em. Hơi lửa ngon lành. Rồi lô số 2 TL43 1 triệu rưỡi. Tiếp theo là cái số 3. Số 3 là con này là con Sindewa anh em. Sindewa này con này Sindewa S25 ha. Con này cũng còn bao đẹp luôn anh em. Con này còn quá mới nè. Anh em thấy không, cái khóa xăng mà nó còn mới tinh là anh em biết là nó còn mới cỡ nào rồi. Dây giật thì còn trắng tư nha anh em. Cái này nó bị dính sét rồi ha. Nó dính vào cái mà dây cót á. Rồi, con này là Sindewa S25 nha anh em, còn quá mới. Rồi lô số 3 anh em, 700.000. Số 3 700.000 ha, cần lắp dây đầy đủ luôn. Tiếp theo là lô số 4 nè. Số 4 là con này là con cơm Mitsu. Cơm Mitsu này là cơm Mitsu 3400 nè. 3400 ha. Nồng của nó là nồng 36 ly nè. Cơm Mitsu 3400, nồng 36 ly. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn. Con số 4 này là 1 triệu 7 nè. 1 triệu 7 ha. Con này cơm Mitsu 3400 nè. Nồng 36 ly. Rồi con này là cần lắp dây cũng đầy đủ luôn nè. Đầy đủ cho anh em luôn ha. Con số 4 nè. Con số 4 là 1 triệu 7, cơm Mitsu 3400. Rồi tiếp theo là con số 5. Con số 5 thì quá VIP luôn anh em ơi. Nhìn thấy cái bô nè. Rồi mặt giật trợ lực luôn nè. Dây giật thì trắng tinh nha anh em. Dây giật còn trắng tinh luôn nè. Rồi, con này nó xài chế là chế quanh gồ 2 kim anh em. Austin 2602 ha. Con này còn quá mới luôn. Rồi con số 5 nha anh em. Con số 5 là 1 triệu 4 ha. Cái khung này bằng nhôm luôn anh em. Khung bằng nhôm luôn, trắng tư luôn nè. Rồi con số 5 1 triệu 4. Tiếp theo là con số 6 nha anh em. Con số 6 ha. Số 6 là con này là con Honda. Honda này là con Honda GX22 nha anh. Con này tum nhỏ bố cung nhỏ ha. Rồi con này thì nắp bue thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ nè. Con này là con Honda xăng riêng nhất riêng GX22. Honda nha anh em, xăng riêng nhất riêng ha. Rồi con số 6 1 triệu 3 nha anh. Số 6 1 triệu 3. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 là con này là con Echo nha em. Echo này Echo 341 ha. Con này bình xăng trên. Con số 7 1 triệu 6. Echo 341. Con này nồng 36 ly nha em. Cần lắp dây đầy đủ, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha em. Rồi con số 7 ha, 1 triệu 6. Echo 341 nồng 36 ly. Số 7 nha em, 1 triệu 6 ha. Quá đẹp luôn anh em, con này liền lạc đẹp luôn nè. Số 7 1 triệu 6. Rồi tiếp theo là con số 8.
Con số 8 này là con cơm mắt su nè, cơm mắt su 305 ha, con này mắc in ra băng luôn, cơm mắt su 305 nồng 38 ly nè. Con số 8 này 1,6 triệu ha, 1,6 triệu nè, chế là chế gà ngang luôn ha. Rồi con này chờ lực luôn nè, tôm của nó là tôm nhỏ nha nè, tôm nhỏ bố con nhỏ ha, cơm mắt su 305 đây, dây nốt cơm mắt su nha nè, 305 ha, nồng 38 ly, bô được còn trắng tinh nha nè, chờ lực con số 8 1,6 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 9 nha nè, lô số 9 là Kawasaki TD33 đây, Kawasaki nè, TD33 ha, nồng của nó là nồng 37 ly ha, tùm lớn bố cung lớn luôn nha em. Cái con này thì ba lô của nó là ba lô này thì anh em mình muốn về mình muốn chế xuống bình xăng dưới cũng được luôn nha em. Cái con này nè anh em mình gắn cái bình xăng của thằng Mitsubishi TL33 vô ha, bình xăng lớn á, gắn xuống phía dưới là bao đẹp luôn anh em. Rồi lô số 9 nha anh em, Kawasaki ha, TD33. Rồi mình độ lên cái bình xăng dưới cũng được luôn anh em. À, anh em mình về độ ha, chứ em không có rảnh đi độ anh em. Cái này em hướng dẫn cho anh em mình về làm thôi ha. Rồi Kawasaki anh em, TD33 ha, nồng của nó là nồng 37 đi anh em. Tùm lớn cuối cùng lớn luôn. Rồi lô số 9 này là 2 cây, 2 triệu anh em, 1 triệu 1 cây ha. Bình xăng trên nha anh em. Này bình xăng trên, mình muốn độ bình xăng dưới thì mình gắn cái bình xăng của thằng TL33 vô. Bao đẹp. Rồi lô số 9, 2 cây 2 triệu. Tiếp theo là số 10. Số 10 là con này là con Echo nè. Con này quá đẹp luôn anh em ơi. Tùm đít cho nè. Ốc thì còn vàng tươi luôn anh em. Ốc vàng tươi luôn ha. Chỉ có cái áo bồ nè nó bị hơi xét, tại vì cái áo của nó là áo bằng sắt nha anh em. Áo bằng sắt ha thì nó hay bị nổ nước sơn nó xét. Thì cái này về anh em mình chà cái nha anh em. Mình đưa vô máy chà, mình cứ chà cước á. Mình chà đánh cái này xong cái mình sơn lại màu đen là bao đẹp anh em. Tùm đít rồi còn bóng hới luôn nè. Rồi cái con Echo 253 này thì quá đẹp quá vip nha anh em, bình xăng dưới luôn ha. Cần lắp dây đồ đầy đủ hết cho anh em luôn. Rồi lô số 10, con này 850.000 nha anh em. 850.000. Số 10 nha anh em, Echo 253 ha, 850.000. Nó xài cái chế là chế vú ngang luôn nha anh em. Chế vú ngang vú lớn này giống như là nó cái mấy dòng giống như mấy cái dòng mà Echo 260 vậy đó. Echo 260 đó. Mà nó cũng xài cái bình xăng con thứ này luôn. Rồi con này 850.000 nha anh em, lô số 10. Rồi tiếp theo là lô số 11 nè. Rồi lô số 11 con này là con Mitsu ha. Mitsu này là Mitsu TL261 nè. TL261 ha. Con này là nó xài chế là chế quanh gồ hai kim luôn. Rồi con này TL261 1,6 triệu nha nè. 1,6 triệu ha. Cần của nó đây nha nè. Đây cần của nó nè. Cần đầu bò đồ đầy đủ hết luôn. Rồi lô số 11 anh em. Mitsubishi TL261. TL261 anh em, ba lô ha. Con số 11 này là 1,6 triệu. Số 11 1,6 triệu Mitsubishi TL261. Chế của nó sẽ chế quanh gồ hai kim luôn. Rồi tiếp theo là con số 12. Số 12 là con Shinewa anh em. Con này quá đẹp luôn ha. Rồi con Shinewa này là Shinewa đây qua có đề anh em. Xin đi qua có đề ha. Con này chế của nó xài chế ga ngang lê đỏ tự động nha. Rồi con số 12 1,2 triệu. Số 12 1,2 triệu nha. Xin đi qua có đề 240. Rồi số 12 1,2 triệu. Con này quá đẹp quá mới luôn nè. Tới cái dây mà đeo lưng của nó nè, dây quải nè còn đẹp nữa nè. Cái khung đít đồ còn quá đẹp nè, xanh mướt luôn. Rồi con này 1,2 triệu nha. Số 12 xin đi qua có đề. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo là số 13 ha. Số 13 là Magu. Magu này là Magu 26cc anh em, nồng 34 ly ha. Chế là chế quanh gồ hai kim luôn. Con này cũng quá đẹp anh em. Mặt dịch trợ lực nè, bô được còn trắng tinh nè, cái nồng nè. Anh em thấy không? Nồng mà nó còn mới tinh nè. Cực kỳ mới luôn. Rồi dây đeo anh em, dây đeo còn đẹp luôn nè. Magu Yama. Rồi con Magu Yama này là con số 13. Số 13 anh em, mặt dịch của nó là mặt dịch trợ lực luôn ha. Trợ lực luôn anh em, quá đẹp. Số 13, 1,350 anh em. Magu 26cc nồng 34 ly trợ lực ha. Con này thì phải nói là cực kỳ mới anh em. Anh em thấy không, bô nè. Bô rồi còn trắng tư, vỏ nồng thì còn
bún hới gì là biết nó mới. Rồi lô số 13 nha nè, 1.350.000 ha. Tiếp theo là số 14. 14 là hai con này là hai con cơm mát su đời mới nè, Genos cơm mát su đời mới ha. 23cc nồng 32 ly. Rồi hai cây là 1.400.000 nè. Hai cây là 1.400.000 ha. Rồi. Tum gời nha em, này là tum gời bút con nhỏ ha. Cái này thì mình có thể tháo đầu máy gời ra được nha em. Tum nhỏ tum 260. Tum 260 ha. Rồi đầy đủ cần lắp dây nha em. Cần lắp dây thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 14. Hai cây 1.400.000 nè, 700.000 cây ha. Rồi cái áo của con này nó có gãy răng nha em. Có gãy răng ha. Rồi lô số 14 nè, hai cây 1.400.000, 700.000 cây. Lô số 15. Lô số 15 là con này là con Kubota nè, Kubota ha, 265. Rồi cái đời này là cái đời của thằng giống như cái đời này nè, giống như đời này ha, Genos cơm mát su đời mới ha. Cái đời này thì nó là 26cc nồng 34 ly nè. Bồ luôn còn bao đẹp luôn nè. Con này trợ lực nè. Rồi con 265 này thì nó để tem mát là Kubota ha. Kubota là cái dòng của máy dầu nè. Rồi con này số 15 ha, 900.000 nè. 900.000 ha, nồng của nó là nồng 34 ly. Tum gời luôn nè. Rồi cần lắp dây đầy đủ ha. Tiếp theo là lô số 15, 16 nè. Rồi số này 16. Lô số 16 3 cây là anh em ơi, cơm mát su nè, cơm mát su, cơm mát su. Rồi quá đẹp, quá mới luôn anh em ơi. Cơm này phải nói là cực kỳ mới luôn nè. Ôi ốc rồi nè, ốc nó vàng rồi nè. Tâm đít nè, quá đẹp rồi nè. Cơm mát su 26. Rồi cơm mát su 26 anh em trợ lực luôn nè. Con này cũng trợ lực luôn. Rồi lô này quá đẹp anh em, bô rồi còn trắng tinh luôn nè. Rồi lô này lô số 16 anh em. Lô số 16 là tổng cộng 3 cây ha. Rồi lô số 16 này là 1.600.000 cây, 3 cây là 4.800.000 anh em. Cơm mát su 26cc nồng 34 ly, trợ lực nha anh em. Rồi tum gời bút con nhỏ. Con này cũng vậy anh em, trợ lực tum gời bút con nhỏ luôn ha. Rồi lô số 16. Rồi lô này tổng cộng 3 cây nè, 3 cây ha. 1.600.000 cây. 3 cây là 4.800.000 nè. 3 cây 4.800.000 nha, lô này quá đẹp luôn. Tum gời bút con nhỏ nè, lô này tổng cộng 3 cây. Rồi tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là con cơm 26 nè, con này là cơm đầu vuông ha. Cơm đầu vuông, còn đây là cơm cánh bướm nè. Rồi, con này thì trợ lực luôn nè. Trợ lực luôn ha. Con này thì cũng quá đẹp luôn anh em ơi, tum đít cái nè. Quá đỏ luôn ha. Thường thường mấy cái con cơm này về thì cái lưng đít này nè, thường nó hay bị chốc nước sơn lắm anh em. Nhưng mà cái con này thì còn quá mới luôn nè. Bao đẹp. Con này nó về mà nó chưa có chốc nước sơn luôn anh em. Rồi con số 17 ha, cơm mát su 26 anh em, 1.300.000, trợ lực luôn anh em. Cần lắp dây thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 17, 1.600.000. Ồ cơm số 17 1.300.000 chứ. 1.300.000. Rồi tiếp theo là lên tới máy cần anh em, máy cần ha. Máy cần thì ở đây em có lô số 18 là Magu. Magu này là Magu 22cc anh em, nồng 32 ly. Nó xài chế là chế ga ngang luôn ha, chế ga ngang hai kim luôn. Rồi Magu 22 anh em. Hai cây 1.400.000. Tay lái của nó là tay lái tròn anh em, tay lái tròn. Lô số 18. Rồi đầu bò trắng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 18 anh em, Magu 22, hai cây 1.400.000. Rồi lô số 19. Lô số 19 thì hai con Echo nè. Echo này là Echo 22cc ha. Hai con này thì quá đẹp, quá mới luôn anh em. Bình sân lớn là bao đẹp nè, trắng sáng luôn, tum đít luôn nè. Một cái thì màu đen anh em, đen thui thui lùi. Rồi một cái trắng tư. Lô số 19 anh em, hai cây 1.600.000 ha, 800.000 cây anh em. Echo này là Echo 26 đời mới, ở 22 đời mới anh em. Tay lái của nó là một tròn một dài ha, tròn một dài. Rồi đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 19, hai cây 1.600.000. Rồi lô số 20 anh em. Lô số 20 là con này là con Echo. Echo này là Echo 260 trợ lực ha. Chế của nó là xài chế ga ngang, thay đổi tự động luôn anh em. Chế quanh gồ hai kim, mặt giật trợ lực. Rồi lô số 20 này là 1.700.000 anh em, 1.700.000 ha. 260. Rồi số 20 1.700.000, ta lấy dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ anh em. Lô số 17. Ủa lô số 20 1.700.000. Lô số 21. 21 anh em là hai con Tanaka ha. Tanaka này là Tanaka 2.500 anh em. Tanaka 2.500 ha. Rồi hai con này là 1.800.000 anh em, 900.000 cây.
Tanaka 2500, nồng của nó là nồng 34 ly, chế là xài chế ga ngang le đỡ tự động anh em. Rồi ta lái là ta lái dài luôn, đầu bò chấn kẹp thì bao đầy đủ anh em, thiếu cái đầu bò hèm lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 21 anh em, 2 cây 1.8 ha, 900.000 cây, nồng 34 ly. Tiếp theo là lô số 22. Lô số 22 là con này là con Tanaka nha anh em. Tanaka này Tanaka hai trống ha. Con này thì quá đẹp anh em. Bình xăng lớn là trắng sáng cho anh em luôn ha. Bình xăng lớn trắng sáng anh em, cực kỳ mới. Con này bao đẹp nha anh em. Dây giật nè. Dây giật còn trắng tư luôn ha. Rồi áo nó có gãy găng anh em ơi, áo gãy găng. Rồi Tanaka nha anh em. Tanaka hai trống ha. Con này quá đẹp nha anh em, đỏ ao hả. Tanaka hai trống. Rồi con này thì nó là xài cái tỉa hàng rào anh em, xài tỉa hàng rào ha. Đây. Còn quá mới nha anh em, quá mới luôn. Tanaka. Rồi tỉa hàng rào anh em. Này thì mình để mình tỉa hàng rào đồ là bao bao đẹp luôn. Lữ dao đồ còn quá vip anh em. Rồi, con này là con Tanaka hai trống nè. Tanaka ha. Con số 22 anh em, 1.3 triệu. Con này thì bao đẹp anh em, bao mới luôn. Bình xăng lớn trắng sáng luôn anh em. Rồi số 22 ha, số 22 1.3 triệu anh em. Rồi tiếp theo là số 24. Số 24 là rồi số 24 anh em là hai con Magu ha. Magu này là Magu 23cc anh em, đầu vuông. Tum là tum gời luôn ha. Tay lái là tay lái dài anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 24 anh em, 2 cây 2.2 triệu, 1.1 triệu/cây. Magu 23 đầu vuông anh em, 1.1 triệu/cây. 23cc. Rồi Magu 23 ha. 1.1 triệu/cây anh em, 2 cây 2.2 triệu đầu vuông. Rồi con này là con Tanaka hai trống anh em, 1.3 triệu tỉa hàng rào. Tanaka 270, ở Tanaka 250 900.000 cây. Echo 260 ha, trợ lực 2 kim 1.7 triệu anh em. Echo đời mới. 2 cây 1.6 triệu. Rồi Magu anh em. Magu 22 ha, 700.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 25. Lô số 25 là lô này là lô Magu 24cc anh em. Magu này là Magu 24cc ha. Lô này quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp luôn, nó xài chế là chế quanh gồ ra ngang hết nha anh em, chế hệ luôn ha. Magu. Rồi lô này thì có một cái tay lái tròn nè, tay lái tròn thì nó đi theo cái ga bóp trên ống cần ha. Rồi Magu này là Magu 24cc nè, tay lái là liền lạc, tay lái dài, chỉ có một cái tay lái tròn thôi. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 25, 5 cây này 4.5 triệu nha anh em, 900.000 cây ha. Bao đẹp bao mới, 900.000 cây, lô số 25. Rồi lô số 26 là hai con Magu nè. Magu này là Magu 23cc tum gời ha. Chế là xài chế 2 kim luôn anh em, quanh gồ 2 kim luôn. Magu 23 tum gời. Tay lái là tay lái dài anh em. Đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ luôn ha. Thiếu cái đầu bò thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ. Rồi cây cần này là cần 2 khớp nói anh em. Cây cần của nó cần 2 khớp nói ha. Thì anh em nào muốn đổi lại cây cần bình thường thì cũng em cũng đổi luôn cho anh em ha. Còn cái này thì nó có thể là mình khớp nói này có thể cái này mình có thể bẻ lên bẻ xuống được anh em. Cây cần này có thể bẻ lên bẻ xuống được ha. Lô số 26, 2 cây là 1.8 triệu, 900.000 cây. Magu 23 tum gời. Lô số 27 là hai con này là Gobin nha anh em. Gobin bugi đứng ha. Tum của nó là tum gời luôn. Rồi 2 cây là 1.5 triệu nha anh em, 750.000 cây. 2 cây đều là tum gời ha. Tum gời 260. Chế của nó sẽ chế ra ngang anh em, chế ra ngang chế hệ luôn ha. Lô số 27, 2 cây 1.5 triệu, 750.000 cây. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Rồi tiếp theo là lô số 28. Lô số 28 là lô này là lô Magu. Magu này là Magu 20 màu hồng ha. Magu 20 màu hồng anh em. Lô này 4 cây. Rồi tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 28, 4 cây 3.2 triệu, 800.000 cây. Magu 20 màu hồng tum gời. Lô số 28, 4 cây 3.2 triệu. Rồi lô số 29. Lô số 29 là Magu 26 anh em. Magu 26 màu đen ha, sát lớn luôn anh em. Magu 26 sát lớn ha, tum gời. Tay lái là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài, Magu 26 sát lớn. Nồng 34 ly anh em, xài chế quanh gồ ra ngang luôn ha.
Lô số 29, 2 cây là 2.8 nè, 1.4 1 cây. 1.4 1 cây, 2 cây là 2.8 ha. Magu. 26 sắc lớn. Lô số 30 nha anh em. Lô số 30 là hai con Makita ha, một con là Gubin, một con là Makita. Hai con này đều là 4 thì hết nha anh em. Săn riêng nhất riêng ha, 2 cây 4 2 cây 2.4, 1.2 1 cây. Hai con này là hai con 4 thì. Tay lái là tay lái dài luôn anh em, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi săn riêng nhất riêng anh em. Lô số 30, 2 cây 2.4. Lô số 31 là hai con Singu anh em. Singu này là Singu 26cc nồng 34 ly ha. 2 cây 1.5 anh em, 750 ngàn cây. Nồng 34 ly, xài chế là chế ra ngang chế hệ luôn. Lô số 31, 2 cây 1.5, 750 ngàn cây. Tay lái của nó là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em, đầy đủ cho anh em luôn ha. Lô số 31, 2 cây 1.5, 750 ngàn cây. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn nha. Mặt giật trợ lực luôn ha, 750 ngàn cây. Makita 4 thì, 1.2 ngàn cây. Rồi, Magu 26 sát lớn nha, này 1.4 ngàn cây ha. Còn đây là Magu 20, 800 ngàn một cây, tinh gời. Gubin Bugi đứng. Lô này 750 ngàn nha. Còn đây là Magu 23 ha, 23 tinh gời, 900 ngàn cây. Magu 24cc nha. Lô này 900 ngàn cây luôn ha. Magu 24 nha. Rồi 32 nha nè. Lô số 32 là lô này là lô Magu 26 nha nè. Magu 26 ha. Nồng 34 ly. Chế là chế hệ quanh gò ra ngang hết nha nè. Chế hệ hết ha. Magu này là Magu 26cc nha nè. Nồng 34 ly. Rồi ta lái thì là liền lạc ta lái dài hết nha nè. Magu 26 nồng 34 ly. Lô này đầu bò chén kẹp da thì đầy đủ luôn ha. Lô số 32, 6 cây 6.9 nha nè. 1.150 cây ha. 1.150 1 cây. Magu 26 nha anh em. Nồng 34 ly, 1.150 1 cây. Rồi tiếp theo là lô số 33. Lô số 33 là cũng là Magu 26 luôn anh em. Cũng là Magu 26 luôn ha. Cái này thì em chia ra cho anh em mình hai cái đời nha anh em. À, cái kiểu nó là kiểu đó là, rồi kiểu này thì nó là kiểu này anh em. Em sẽ làm em sẽ chia ra cho anh em hai cái kiểu nó khác nhau ha. Rồi, cho anh em mình về dễ lựa chọn anh em. Rồi Magu này là Magu 26 ha, lô số 33. 8 cây 9.2 ha, 1.150 cây nha anh em. 1.150 cây. Rồi lô này Magu 26 luôn nha anh em. Nồng của nó là nồng 34 ly. Tay lái là tiền liền lạc, tay lái dài hết luôn. Da bóp hệ cũng nhiều luôn nha anh em. Lô này tới 5-6 cái da bóp hệ lần ha. Rồi Magu 26 anh em, nồng 34 ly. Tem mát thì còn bao đẹp nè, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn. Thiếu cái đầu bò em lắp cho anh em đầy đủ. Lô số 33 nha anh em. 8 cây là 9.2 ha. 1.150 1 cây. Magu 26 nha anh em. Nồng 34 ly. Rồi lô số 34. Lô số 34 là Magu nha anh em, tiếp tục cũng là Magu luôn, Magu 20. Magu 20 màu xanh ha, lô này 5 cây nha anh em. Magu 20 màu xanh. Rồi lô này nó xài chế là chế ra ngang chế hệ hết ha. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 34, 5 cây là 4.250 ha, 850 ngàn cây. Magu 20 màu xanh, 850 ngàn cây nha. Lô số 34. Lô số 35 là lô này là lô Magu 23 nha. Lô này 23cc ha. Nồng 32 ly nha. Lô này cũng bao đẹp cho anh em luôn. Tum là tum liền hết luôn ha. Magu 23 tum liền bao đẹp. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kịp dao thì đầy đủ anh em. Lô số 35, 5 cây 5 triệu anh em, 1 triệu 1 cây ha. Magu 23 màu xanh, quá đẹp. 1 triệu 1 cây anh em. Rồi Magu 23 màu xanh nha anh em, 1 triệu 1 cây ha. Cực kỳ đẹp anh em. Magu 20 850 ngàn. Magu 26 anh em. Lô này 1.150.000 cây ha. Magu 26cc. Rồi lô này là Magu 26 tiếp nha anh em. Magu 26 thì lô này đặc biệt hơn là nó đều là trợ lực hết nha anh em. Trợ lực hết luôn. Cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi 1.150.000 cây hết ha, đồng giá cho anh em. 1.150.000 cây. Lô số 35. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo là lô số 36.
Lô số 36 là Magu nha anh em, tiếp tục Magu 23 ha. Magu 23, lô này 3 cây 3 triệu nha, 1 triệu 1 cây. Magu 23cc, lô số 36, 3 cây 3 triệu, ta lái là ta lái dài hết luôn, gà bóp luôn anh em. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn ha. Lô số 36, 3 cây 3 triệu. Rồi lô này hai con trợ lực lớn này, một con trợ lực nhỏ ha. Rồi 3 cây 3 triệu này, 1 triệu 1 cây. Rồi tiếp theo là lô số 37. Lô số 37 là lô này là Gobin cổ ngỗng nha anh em. Gobin cổ ngỗng ha, nồng của nó là nồng 34 ly anh em. Rồi ta lái của lô này thì hai ta lái dài, một ta lái tròn. Rồi em sẽ tặng cho anh em thêm bộ ta lái dài luôn ha, cho nó đủ bộ cho lô này luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em. Lô này là lô Gobin cổ ngỗng ha. Rồi lô này trợ lực anh em, trợ lực. Rồi lô này hai cái trợ lực lớn anh em, một cái trợ lực nhỏ ha. Rồi lô này 3 cây 2.7, 900.000 cây. Lô số 37. Rồi lô số 38 anh em. Rồi Magu anh em, Magu này là Magu màu vàng, Magu 20 màu vàng ha. Magu 20 màu vàng anh em, bao đẹp cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài hết ha. Đầu bò chấn kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 38 anh em, 5 cây 4 triệu, 800.000 một cây. 800.000 cây anh em, Magu 20 màu vàng. Lô số 38. Rồi lô số 39 anh em. Lô số 39 là lô này là lô Echo. Echo này là Echo trắng anh em. Echo Hitachi ha. Rồi lô này thì nồng của nó là nồng 32 ly. Nó xài chế là chế ga ngang chế hệ anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kịp dao thêm bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 39, 6 cây 4 triệu rưỡi, 750 ngàn cây. Lô số 39 anh em. Rồi lô số 40 là lô Hitachi. Hitachi Hikuki anh em. Rồi lô này em giảm giá, hạ giá cho anh em luôn nè. Rồi lô này tổng cộng 6 cây anh em. 6 cây mà nó là 24 với 27 cc ha. 24 với 27 cc. Đầu bò chấn kẹp dao đầy đủ nè, tay lái là tay lái dài, ra bóp hệ luôn nè. Rồi lô này bán cho anh em 600.000 cây ha. 6 cây là 3.6 triệu. Rồi xả hàng lô này anh em, xả hàng ha. Xả hàng giá rẻ luôn lô này luôn. Rồi 600.000 cây anh em. 24 cc, 27 cc, 600.000 cây. Tay lái dài, ra bóp hệ luôn ha. Rồi lô này là lô Echo trắng anh em, trợ lực nè, trợ lực nè. Rồi Echo trắng lô này quá đẹp nha anh em. 750 ngàn cây ha, 750 ngàn cây. Magu 20 nha anh em, 800 ngàn cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp một số điện thoại của em ha, là 0946 626585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.